Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, hàng năm cứ vào thứ Bảy trước ngày lễ Labor Day của Hoa Kỳ, người Công giáo Việt Nam trên các tiểu bang miền Trung Đông Hoa Kỳ lại nô nức kéo về ngọn đồi Đức Mẹ Lộ Đức tại Emmitsburg, Maryland, tham dự cuộc hành hương do Liên đoàn Công giáo Việt Nam miền Trung Đông Hoa Kỳ tổ chức. Năm nay, cuộc hành hương được tổ chức vào thứ Bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2016. Mới 12 giờ, mọi giáo dân thuộc các cộng đoàn, giáo xứ đã tề tựu trước lễ đài. 12 giờ 30, Linh Mục Đinh Công Huỳnh, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam miền Trung Đông Hoa Kỳ, cử hành nghi thức làm phép thánh tượng Đức Mẹ La Vang tại vườn cầu nguyện. Đúng 1 giờ, cuộc cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ và linh hài các thánh tử đạo Việt Nam bắt đầu. Thánh lễ đồng tế bắt đầu dưới sự chủ tế của Linh Mục Nguyễn Văn Hóa, giáo phận Harrisburg. Nhân danh Cộng đoàn miền Trung Đông, chúng con chào đón Đức ông Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam Giuse Trịnh Minh Trí, cũng là cha giảng thuyết hôm nay, cũng kính mừng Đức ông mừng 25 năm linh mục. Chúng con đón chào cha Chủ tịch miền, chúng con đón chào cha Giuse Nguyễn Văn Hóa, cũng là cha chủ tế hôm nay, và kính mừng cha mừng 40 năm linh mục. Kính chào quý cha, quý sơ trong ban chấp hành miền, quý ông bà trong ban chấp hành miền và các cộng đoàn, và con kính chào tất cả quý vị với lòng yêu mến Đức Mẹ mà đến tham dự hành hương miền tại địa điểm hôm nay. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày. Nguyễn Đình Toàn tường trình từ Emmitsburg, Maryland.